Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Và như mọi người thấy thì hôm nay thì mình lại cầm một cái trái gì trên tay đây mọi người. Hôm nay mình lại cầm trái gót nhé mọi người. Cầm trái gót để làm một cái combo của một bạn khán giả tên là SX Gaming 2. Bạn ấy bảo là mình chơi cái combo God Human với lại trái trái gót này. Với lại xem nào. Cái kiếm đó là cái kiếm tinh ba gai. Speak Chiden cộng với đó là sâu guitar nhé mọi người. Đây sâu guitar đây rồi. Đấy. Trước khi xem hết cái video này thì anh em hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh, và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo từ những video sau nhé em nhé. Anh em nào mà không thích video này thì cũng có thể là like giúp mình một cái nhá. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái hành trình này thôi mọi người ơi. Rồi mới đổi server thì gặp ngay hai thanh niên nó đang đánh nhau ở đây. Bây giờ mình sẽ tham gia vào đây. Vâng. Tham gia vào đây và gặp ngay cả ông ăn trái Spirit, chắc là đi test trái, không biết là có phải test trái hay không. Thế nhưng mà kệ nó đi. Rồi trận chiến bắt đầu nè, bắt đầu nè. Dính combo của anh rồi, có chết được không? Ui không sao anh em ạ, nó không sao, nó né được vào đó. Đây dính, ui ui, giải phóng linh hồn nhưng không được. Tiếng khóc. Xong xong xong, ui rồi ôi, nhảy xong thế nó mới ác thì nó nhảy được ra kia, nó thoát, nó nhảy ra kia nó thoát rồi. Đây ui giời, đâu rồi em ơi, đâu rồi em ơi, làm sao em chạy được, em có tí máu à, làm sao mà em chạy được. Còn ông Spirit này nữa, Spirit với anh này chém anh, mày Spirit với anh này, ái sợ, cứng phết nhỉ, anh em này cứng phết nhỉ. Không biết là lúc hạ được bao nhiêu tiền thưởng đấy. Anh em thử đoán xem, anh em thử. Ui dồi lại, thằng kia nó khống chế mình, thằng kia nó vào nó đánh mình kìa. Trời ơi. Quá là khét. Quá là khét, nhưng mà phải lên bản điểm số thôi. Nó lên, lên không? Lên. Ôi không lên kìa. Ôi, lên nhưng mà thằng này bao tí thấp. Bao tí thấp mọi người ạ. Thế nên bị ác. Chạy, đi đâu em ơi. Ai già lần này đây. Nó bắn Z vào mặt mình, Z của súng vào mặt mình, Z súng mặt anh này, mày dính có mò, mày dính có mò của anh rồi. Lên, ui rồi chưa quen tay anh em, chưa quen tay, nó phải từ từ, trận đấu nó phải từ từ. Ui, trái này của mình nó thông thạo, nó vẫn chưa được mắc, ok, thông thạo rất là thấp nên là đam nó không có nhiều nhé mọi người. Nên là mọi người chơi mà cái trái gì thì mọi người phải cày mắc lên để cho nó có thông thạo cao, càng cao thì nó càng có sát thương nhá. Mình nghĩ đi PVP cái thông thạo ổn nhất đó là tầm độ 450 trở lên thì là mọi người vác đi đánh nhau thì còn ổn. Chứ tầm này thì nó rất là yếu, không thể hiện được sức mạnh của trái đâu nha anh em nhá. Rồi thanh niên này có lẽ, ui giời, thằng bạn nó ra nó đấm mình bay ra tận đây luôn. Thằng bạn nó đấm mình. Bây giờ là đang trái gót test đang solo với hai anh em gọi là tem mở ở đây. Mặc dù là bao tí thấp nhưng cũng có khả năng, cũng có kỹ năng đấy mọi người ạ. Kỹ năng đấy. Mình thì gà quá. Chơi trái này nó phải từ từ anh em ạ, phải làm quen á. Tập sai bot thì tập người máy nhảy rất là sướng. Mày cứ chết không. Ôi dồi ôi, đốt rất là nhiều máu anh em ơi. 17k máu, 18k máu đến nơi rồi. Lên bảng đến số không đấy em ơi. Chạy đi đâu, chạy đi đâu. Chặn đầu nó luôn. Chặn đầu không được rồi. Xịt phạt đấy. Chạy. Chạy đi đâu này, chạy đi đâu này. Đứng lại. Mày đứng lại cho anh, hai thằng kia đứng lại cho anh. Sao mày cứ chạy thế. Chạy. Nó chạy nhìn trông. Trời ơi. Thằng này có lên bảng đến số hay không? Không lên ạ. À? Lên. Anh xin mày. Có tí thôi mà không lên thì nghe nó hơi vô lý nhỉ. Quá là vô lý. Rồi, ông kia, ông này bay lên đây làm gì? Ông bay lên làm gì? Khuyên đấy, quay được trái Spirit đã ăn luôn là test này. Mày test với anh này. Test với anh này. Ôi, giải phóng linh hồn ra mà khác đầm. Xong hai thanh niên này chạy long quang á anh em ạ. Và trái linh hồn này thì nó chơi nó gọi là cũng được nhưng mà chưa quen, từ chưa quen, đến lúc quen rồi thì nó lại khác ngay, quen rồi thì nó lại khác ngay anh em ạ.
lên lên không lên không lên không tầm này còn lên. Ôi trời, dứt điểm được nó tại vì thông thạo của trái nó quá là thấp nên chưa dứt điểm đó được nó phát đấy luôn. Lại được ông, ôi trời, ông này yếu quá, xíu là hẹo rồi. Ít nữa có thời gian thì mình có lẽ là mình sẽ cày thông thạo lên một số trái để cho nó ổn hơn khi đi giao lưu với anh em, chứ không nhiều khi anh em dùng toàn trái khó chịu với lại trái của mình thì nó là test thì anh em lại bảo là mình khinh anh em là không hay cho lắm, đúng không? Sao là ngọt ngọt hơn tí à? Ngọt hơn tí thì chúng ta lại phải đổi server anh em ạ. Đổi server và gặp ngay một ông nào đây, thiên thần gãy cánh, thiên thần chơi trái băng, và một ông gì kia cầm Zoru rất là giàu. Một ông trái băng và một ông trái ánh sáng, còn tôi thì trái gót. Gót đây, gót đây em ơi. Lên không, lên rồi. Vâng, phát quen quen hơn tí rồi, lên rất là nhanh. Mà nãy giờ nhớ là mình chưa gọi cái linh hồn lang thang ra để bay thì phải. Xong, bạn này level thấp quá. Level thấp quá, không chịu nổi mấy ngáp mọi người. Thế nên mẹ ác chứ đi. Được rồi, đây rồi, đều. Hai ông đây rồi. Hai ông chạy, hai ông lại bỏ qua mình này. Sao lại bỏ qua mình được nhỉ? Mình bounty cao như thế này cơ mà sao lại bỏ qua được nhỉ? Bạn ơi. Ôi trời ơi, nó dí được đấy. À 12 triệu bounty à anh em ơi. 12 triệu tiền thưởng đấy chứ không phải ít đâu mọi người ạ. Mình cứ tưởng là một thằng này nó ít nhưng không phải. Thằng này 12 triệu tiền thưởng, thật không là đơn giản đâu. Ái giờ dùng trái không gian kéo mình ra vùng đất xa xôi à? Xa xôi với anh ạ, đéo phải xa xôi mà. Ra chỗ này chỗ dìm lava nhưng mà nó không đi ra dìm lava. Vâng, bạn này chơi cũng rất là sạch. Bây giờ thì chúng ta vẫn phải đuổi bạn này thôi mọi người ạ. Biết là bạn này chơi khá là đẹp. Úi sợi, ra đây à? Ra cảng 3 làm gì? Ra cảng 3 thì vẫn hẹo thôi bởi vì bạn này còn rất là ít máu. Mình V4 rồi, qua cái mình nhấn V3 lên cái là nó cấu cho thì thôi rồi anh em ạ. Đây có một ông ánh sáng ra đây làm gì đấy? Ông chặn đầu tôi làm gì? Không chặn đầu à? Ái xa. Trời ơi, sao đứng đấy nhỉ? Sao lại bị anh bắt thế nhỉ? Chạy thế nào được? Ui, sao bắt tí cao? À, thằng 12 triệu bắt tí. Mình cứ tưởng thằng nào cơ. Hóa ra cái thằng 12 triệu bounty đấy. Thật là buồn. Cái thằng lính quẹt. Ái à, sao? Cái thằng L3R. Úi dồi ôi, ông nào ông đấm mình nhỉ? Thôi bỏ qua nó đi anh em ơi, bỏ qua nó đi, về đây đứng cái nào. Đứng đấy nghỉ ngơi cho nó an bình phát nào. Ái giả thanh niên này, có thanh niên ra đánh luôn kìa anh em ơi. Đánh luôn với anh này, mày ra đấy định làm gì? Định làm gì anh? Định bắt nạt anh ạ? À? Anh đã đứng đây như là hổ rình mồi rồi mà mày làm sao mà chạy được? Đâu rồi, sau một ngày làm việc mệt mỏi thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đi giao lưu với anh em và cho anh em những cái phút giây thư giãn thật là vui vẻ ở buổi trưa ngày hôm nay. Anh em nào đi học về thì nhớ ăn cơm cháo đi, vừa ăn vừa xem nhá. Cảm ơn anh em. Anh em nào có lòng thì chia sẻ cho anh nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái trận đấu này thôi. Mặc dù trái gót này nó không được mạnh thế nhưng mà mình cảm thấy là nó cũng rất là thú vị đấy mọi người ạ. Rất là thú vị đấy, rất là hay. Nếu mà trái này của mình nó mắc thông thạo thì khả năng sát thương nó sẽ lớn hơn. Với cái lượng bao tí của mình nó như thế này thì đi săn nó sẽ nhanh hơn nhá mọi người. Và mọi người cũng vậy. Ôi giời, nhìn kia cũng liếm nhẹ cái cũng lên bản điểm số rồi. Còn đây, mình đang rượt theo mấy thanh niên này. Ôi chết rồi. Đây rồi. Trời ơi, đang 30 triệu vừa tiền thưởng. Dính không? Ôi dồi ôi, nó dùng trái không gian nó né được anh em. Chơi anh em mình mà chơi những cái trái này, trái yếu sẵn rồi thì lại còn gặp mấy ông không gian rất là khó chịu và bức bối nhức nhối luôn anh em ạ. Rất bức bối và nhức nhối luôn.
nó ẩn nó nú kinh lắm, không thể nào mà làm gì được nó luôn ấy. Biết là mỗi trai có một cái lợi thế, nhưng mà đặc biệt là chơi với mấy ông không gian cực kỳ khó chịu luôn ấy. Đặc biệt là ông nào thích chơi gì mình, như mọi người thấy thì mình không, hầu như là mình không ấy đâu. Chỉ vì khi là ví dụ làm video tròn thì vui vui thì dìm tí cho nó vui thôi, chứ còn không thì mình không làm dìm đâu. Xong mấy anh em vào tí thấp chơi cái trái này đúng là hợp quá, quá là hợp luôn. Thực ra thì trái này chơi với 30 mờ bounty cũng được anh em ạ, vì nó có hai mạng, mạng rưỡi mà, có mạng rưỡi. Ui giời, nó nú được ở đấy anh em thấy không, còn một xíu máu nữa thôi mà nó trốn được kìa, thế nên mới ác. Thôi đứng đây tí nào, chán đổi. Ây da, đổi xe vợ phát gặp ngay cái ông này. Ui giời, photo bu đi chả mày, bu đi với anh, bu đi với anh này, lại bị hút rồi. Quá là ác ôn nông thôn đấy nhá mọi người ạ. À, mọi người đi gặp mấy ông mô tô, nên là từ giờ thì mình, ví dụ mình có quay được cháy không gian này nữa thì mình không cho ai nữa đâu, không cho ai nữa đâu, tránh người ta hãm hại mình, tránh người ta hãm hại mình. Một là đi dìm la vạn mày vãi cần ái luôn mày này, chạy rồi vẫn chạy được kìa. Ở đây hơi chậm, anh hơi chậm tay xíu, nó chạy ra đằng này rồi. Chạy ra đằng này thì mày không ra thì mày làm sao mà sống được. 4,5 triệu OT đấy. Rồi, ai thì adu nó dí mình kìa. Vãi cái này luôn. Dí anh này, à Sugar phải không? YouTuber Sugar kìa, cũng là YouTuber đấy mọi người. Hình như bạn ấy cũng là YouTuber đấy, nhưng mà bạn ấy chắc là ít chơi. Mình thấy kênh của bạn ấy cũng làm lâu, rất là lâu rồi. Nhưng mà thôi, tập trung vào chuyên môn anh em. Bắt này, ui giời, anh em đá ghê quá. Úi trời, chạy đi đâu. Hai ông làm tôi loạn hết cả mắt rồi. Loạn hết cả mắt, bây giờ tôi sẽ giải phóng linh hồn và tôi khóc nức nở, nhưng mà trượt mất rồi. Úi trời, né được nha. Không né được phát đó là lên bảng điểm số với bạn ấy rồi. Chết. Trời ơi. 5,2k máu. 5202. Đấy, trái không gian nó rất là lợi thế, nhưng mà bạn này phải lên bản điểm số ấy. Rồi lên đây này. Lên này, đấy, anh thấy chưa anh em ơi? Lên rồi đấy. Khóc nức nở phát là xong. Khóc nức nở là bạn ấy lên bản điểm số ngay lập tức. Đấy, shit. Quá là đẳng cấp. Đâu rồi, game bình thường nhưng mà mình chơi gà lắm. Anh em cứ khen ghê là mình nở hết cả mũi đây này. Đúng rồi, làm những cái combo cát với lại gót này thì, nhưng mà mình thấy chơi trái cát vẫn sướng hơn anh em ạ. Chơi trái cát sướng hơn trái gót rất là nhiều, bởi vì là dính combo của trái cát phát là xác định luôn là lên bảng điểm số, xác định luôn là lên bảng điểm số. Nó kiểu như dạng nó mạnh thì nó không mạnh như, ví dụ không mạnh như Mochi thì, nhưng mà mình nghĩ là nó có một cái sức mạnh nhất định, khống chế quá nhiều luôn, nhiều khống chế dạng cái kiểu như là Mochi toàn khống chế thôi. Mà trái rẻ thì mình nghĩ trái đấy nó là khống chế kinh nhất rồi, không còn trái nào hơn nữa rồi. Thực sự là trái rẻ rẻ trong tầm giá thì chỉ có trái đấy thôi. Rồi bạn này đã lên bảng điểm số. Tiếp theo có ra đấy nữa không nào? Chán. Ít nữa thì mình sẽ phải cày thông thạo cho mấy cái trái mình cảm giác nó là khó chịu để mình gọi là mình đi giao lưu với anh em cho nó tự tin hơn. Bởi vì là trái nó phải mạnh thì kết liễu nó mới nhanh mọi người. Chứ trái 200 thông thạo thì ví dụ bây giờ là 100, ví dụ mỗi lần lên thông thạo thì nó đã lên được mấy trăm máu rồi. Mới level đầu thì nó không được bao nhiêu đâu, nhưng mà càng ngày level về sau cày càng khó, nhưng mà sát thương nó gây ra lại càng lớn. Tầm đánh nó hơi ngắn. Thế đâm ra là không thì phải đấy, thằng này lên một số rồi. Trời, anh còn nhiều máu lắm nhé chú ơi. Mất nửa cái máu của anh rồi. Xong không em ơi. Và đã xong rồi nha. Trời ơi, tôi đáp
có cứu được cái này không anh em? Anh em đá kinh quá, bị hai anh em đá kinh quá. Rồi từ từ, ui trời ơi, Buddy kìa, Buddy, Buddy Frog. Nhiều khi để ngôn ngữ nó dịch tự động là anh em ạ, bảo là mình ghi nhầm nhưng không có, mình ghi nhầm. Một mạng, ui trời, double kill đó anh em ạ. Ok, video của mình đến đây là kết thúc rồi nha anh em. Anh em hãy cho mình một lượt like nhá anh em. Bye bye anh em.